Pháp môn tịnh độ vô cùng khó được. Chúng ta có được thân người, nghe được Phật Pháp, được nghe pháp môn tịnh độ, đặc biệt là được nghe bốn kinh vô lượng thọ do Ngài Hạ Liên lão cư sĩ hội tập. Cái cơ duyên này chân thật là từ vô lượng kiếp đến nay hiếm có, khó gặp được một ngày. Hiểu được đạo lý này, mỗi một đồng tu tịnh tông đều phải nên thành tựu. Then chốt thành tựu chính là ở việc nhìn thấu buông xả. Xin chúc mọi người nhìn thấu được phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, buông xả tham sân si mạn nghi, tin sâu nguyện thiết, lão thật niệm Phật, giảng sanh cực lạc, một đời thành Phật. Ai ai cũng có phần. Xin cảm ơn mọi người.